Các chị ơi, do nhu cầu sử dụng của các anh chị về cái dòng sản phẩm camera mini khác nhau. Đấy, có những anh chị thì chỉ cần sử dụng một lần đấy để thu thập các cái bằng chứng chứng cứ, hoặc là những các anh chị nào có sử dụng với tần suất nhiều. Đấy, có thể là pin trâu thì bên em có đầy đủ tất cả các sản phẩm trên để đáp ứng cho nhu cầu của các anh chị nhá. Và đặc biệt là các cái dòng sản phẩm mà độ chế theo yêu cầu của khách hàng. Đấy, bên em có thể độ chế tất cả các sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Khi các chị cần tư vấn hỗ trợ thì chỉ cần liên hệ trực tiếp qua bên em theo hai số điện thoại ở trên, thì đội ngũ nhân viên bên em sẽ tư vấn hỗ trợ để các anh chị có thể là dễ dàng lựa chọn cái sản phẩm ưng ý phù hợp nhất với yêu cầu mục đích sử dụng của các anh chị nhá. Đấy, và trong video này thì bên em sẽ lên giới thiệu cho các chị cái mã sản phẩm được độ chế theo yêu cầu. Ở đây là cái mã sản phẩm chiếc điều khiển tivi đây các chị nhá. Đấy, ngoài cái chiếc điều khiển tivi này ra thì bên em còn rất nhiều các sản phẩm khác, có thể là ổ cắm điện, quạt điện này, mũ lưỡi chai, mũ bảo hiểm, hoặc là thậm chí các cái sản phẩm ví dụ như là chai nước tẩy bồn cầu, chai dầu gội đầu, đấy, đèn ngủ, đầy đủ hết các anh chị nhá. Đấy, và trong video chính ngày hôm nay thì mình sẽ nên giới thiệu cho chị mã sản phẩm này. Đây, chiếc điều khiển tivi các anh chị thấy này. Đấy, với chiếc điều khiển như thế này thì không hoàn toàn không có cái điểm gì khác biệt so với cái chiếc điều khiển mà các anh chị đang sử dụng ở nhà, đúng không? Đây, quay cho các chị xem một vòng này. Đây, chị thấy này. Ở đây không có bất cứ một cái dấu vết nào của cái camera, không có cái dấu vết nào tác động. Đấy, có cái điểm khác thường so với cái điều khiển thông thường, đúng không? Đấy, thì em sẽ chỉ luôn cho các chị nhá. Thì với sản phẩm này đã được bên em ngụy trang độ chế cái mắt thần camera ở cái vị trí trên đỉnh đây các chị này. Đây là cái vị trí mắt thần camera các chị nhá. Khi anh chị sử dụng thì mình cứ cầm trực tiếp như thế này, đây mình quay. Có thể là các chị để trên bàn, đấy mình quay được cái hướng như thế này. Đấy, để các anh chị thu các quay các video các chị nhá. Đấy, thì với sản phẩm này khi chị sử dụng thì có thể xem được trực tiếp trên điện thoại từ xa, độ phân giải sắc nét full 4K các anh chị ạ. Đấy, và ngoài ra sản phẩm này khi chị sử dụng thì mình sẽ cắm sạc giống như sạc điện thoại các chị nhá. Đấy, chị sạc đầy pin cho nó thì có thể sử dụng được liên tục trong khoảng thời gian là 10 tiếng các chị ạ. Đấy, và cách thức sử dụng thì cũng hết sức đơn giản các chị ạ. Đấy, khi chị mua sản phẩm về thì bên em có giấy hướng dẫn tặng kèm cho các chị đây nhá. Đấy, các chị cứ làm theo đúng 6 bước trong tờ giấy hướng dẫn này, hoặc anh chị có thể là mở các video bên em hướng dẫn như thế này ra, các anh chị vừa nhìn giấy hướng dẫn này vừa có thể là theo dõi video. Đấy, anh chị có thể làm theo. Chỗ nào không hiểu thì các chị có thể gọi video trực tiếp qua bên em theo hai số điện thoại trên. Bên em sẽ có đội ngũ nhân viên tư vấn hỗ trợ để các chị làm sao mua sản phẩm về có thể sử dụng một cách đơn giản và hiệu quả nhất các anh chị nhá. Đấy, và với sản phẩm này bên em sẽ tặng kèm cho anh chị một cái thẻ nhớ 128GB để cho các chị có thể là lưu các video các chị nhá. Đấy, thẻ nhớ này thì sẽ lưu cho mình trong khoảng thời gian liên tục 20 ngày với chế độ ghi đẩy ghi đè các anh chị ạ. Đấy, và ngay sau đây thì em sẽ hướng dẫn cho các anh chị cách thức sử dụng cũng như các chức năng công dụng của cái sản phẩm này các anh chị nhá. Đấy, thì với sản phẩm này ở đây các chị thấy này, đây là cái vị trí mắt thần camera đúng không ạ? Đấy, còn toàn bộ các cái thiết bị của camera thì bên em ngụy trang ở trong cái phần mà để các anh chị bỏ trong pin điều khiển của cái điều khiển các chị nhá. Đấy, thì khi anh chị thấy này, mở cái nắp điều khiển này, mở cái nắp pin ra, anh chị sẽ thấy ở đây là cái thiết bị của mình, camera đây các chị nhá. Ở đây chị sẽ thấy này, cổng sạc nguồn đây anh chị nhá. Đây, cổng nắp thẻ nhớ này. Đây, cổng nắp thẻ nhớ bên em tặng kèm đấy chị, nắp thẻ nhớ vào đây các chị nhá. Và tiếp theo ở đây là có nút reset camera các chị nhá. Đấy, và sản phẩm này như em đã nói, khi sạc đầy pin thì các anh chị có thể sử dụng liên tục trong khoảng thời gian là 10 tiếng các chị ạ. Đây, vào khi anh chị muốn khởi động nguồn thì mình sẽ gạt cái nút nguồn này lên này các chị này. Đây là cái chân nút nguồn nhá, anh chị muốn khởi động nguồn thì mình sẽ gạt kéo cái nút này về cái chân cổng sạc cái chị này. Đấy, thì ở đây nó sẽ có cái đèn báo như thế này, nó báo hiệu, tức là như thế này là camera của mình đã hoạt động rồi đúng không chị? Đấy, khi nó hoạt động như thế này thì nhiều anh chị thắc mắc bảo cái đèn này đấy nó có phát sáng hoặc nó có bị nổ không, thì anh chị yên tâm. Đấy, bởi vì khi mình sử dụng thì mình sẽ lắp cái nắp đậy này lại như thế này. Đấy là thiết bị của mình hoạt động bình thường đúng không? Đây, và em sẽ để ở đây. Đấy, và test cho anh chị xem nhá. Đây, khởi động rồi thì bắt đầu các chị sẽ đi vào cài đặt kết nối camera với điện thoại. Các chị chỉ cần tải phần mềm ứng dụng về. Đây, phần mềm ở đây là phần mềm lúc cam các chị nhá. Đây, phần mềm này thì em đã tải sẵn rồi. Các bác khi các chị mua về thì tải giúp em phần mềm này. Đấy, tải trên kho ứng dụng giống như tải Zalo, Facebook vậy các chị ạ. Đấy, và tiếp theo thì em sẽ hướng dẫn cho các anh chị sang bước tiếp theo là anh chị sẽ vào phần cài đặt ở đây. Đấy, cài đặt ở đây thì các anh chị sẽ vào tìm mã wifi của camera. Anh chị ấn chọn cho em cái phần wifi này. Đấy, vào đây các anh chị nhá. Đấy, thì đây là cái mã wifi mà cái camera phát ra. Thì các anh chị sẽ ấn chọn vào đây. Đấy, đợi nó kết nối các anh chị nhá. Đấy, khi kết nối xong thì nó sẽ có xuất hiện cái dấu tích ở bên cạnh đây cái gì này. Đấy, thì lúc này các anh chị sẽ thoát ra khỏi màn hình cho em và vào phần mềm ứng dụng lúc cam. Đấy, thì lúc này các anh chị vào các anh chị thấy này, vào đây thì các anh chị chọn cho em dòng chữ cancel này. Đấy, tiếp theo là ấn vào dòng chữ device online. Đấy, cancel một lần nữa các chị nhá. Đấy, rất đơn giản với này ba bước như thế này các anh chị đã có thể là cài đặt kết nối camera với điện thoại các chị nhá. Đây, chất lượng hình ảnh thực tế đây anh chị theo. Đấy, đây chị này, tay em đang cầm camera cái điện thoại đây các chị nhá. Đây các chị này, camera ở đây là cái vị trí mắt cam ở đây anh chị theo. Đây, quay cho chị xem này. Đấy,
kết nối rất là nhanh và rất đơn giản các chị nhá. Đấy, góc quay của nó rất là rộng này, 170 độ các chị nhá. Độ phân giải ở đây sắc nét full 4K luôn này. Đấy, ở đây anh chị thấy không? 4K, 2K hoặc 1080 thì anh chị có thể là vào đây lựa chọn tùy nhu cầu sử dụng của các anh chị nhá. Đấy, bác nào muốn tăng giảm ánh sáng thì ấn vào cái biểu tượng ngoài cùng ở đây. Đấy, còn tiếp theo là cái chế độ tức là tăng giảm độ phân giải màu sắc. Anh chị muốn quay với chế độ đậm hay nhạt thì anh chị ấn vào đây. Đấy, còn tiếp đây là chế độ quay đêm anh chị này. Đấy, ấn vào đây thì nó sẽ chuyển sang chế độ quay đêm anh chị theo. Hình ảnh ở đây là màu đen trắng là quay đêm các chị nhá. Đấy, tất cả các dòng sản phẩm camera mini siêu nhỏ thì khi các chị quay vào ban đêm thì nó sẽ thu được chất lượng hình ảnh là màu đen trắng cho anh chị nhá. Đấy, còn đây là cái biểu tượng bóng đèn của cái camera. Đây, cái bóng đèn tức là ở trong đây cái đèn tín hiệu đây chị này, mình có thể tắt bật ở trên đây các chị nhá. Đấy, tắt này, bật này, đấy chị nhá. Mình có thể tắt trên phần mềm. Và tiếp theo anh chị thấy này, quay phim chụp ảnh ở đây. Đấy, các chị muốn chụp ảnh các chị nhá. Đây, trước khi đi vào chụp ảnh thì sẽ quay cho anh chị xem chất lượng hình ảnh đó này. Anh chị theo, đấy, độ phân giải sắc nét luôn. Đấy, đường truyền thì rất ổn định anh chị theo, không hề bị giật, không hề bị nắc này. Đây, soi chữ, đọc chữ rất ok các chị nhá. Đây này, đấy, quá là ok này. Anh chị theo, đây, chụp ảnh thì anh chị ấn vào đây, cái máy chụp ảnh đây các chị nhá, biểu tượng máy chụp ảnh này, ấn vào đây để chụp ảnh này. Đấy, quay video. Đây, chụp ảnh cho anh chị cái mấy kiểu ảnh nữa, để nát nữa, mở cho anh chị xem nữa nhá. Đây, ảnh đây các chị nhá, quá là ok. Đây, quay video thì bật máy quay như thế này. Đây, các anh chị ấn vào đây là sẽ quay video. Đấy, khi anh chị quay video thì bật mic, bật loa lên cho em để quay video có âm thanh hình ảnh các anh chị nhá. Đấy, và em sẽ quay cho anh chị xem này. Đấy các chị ơi, đây là hai số điện thoại tư vấn tổng đài Zalo trực tiếp miễn phí bên em các anh chị nhá. 0969920838 và 0825533666. Những bác nào mà đang có nhu cầu muốn sử dụng về các dòng sản phẩm camera mini siêu nhỏ này, các thiết bị định vị theo dõi từ xa, máy ghi hình siêu nhỏ thì các anh chị cứ liên hệ trực tiếp qua bên em theo hai số điện thoại tư vấn tổng đài Zalo trực tiếp miễn phí ở trên các anh chị nhá. Đấy, bên em sẽ có đội ngũ nhân viên tư vấn hỗ trợ để các anh chị có thể dễ dàng lựa chọn cho mình những cái mẫu sản phẩm ưng ý phù hợp với yêu cầu mục đích sử dụng của các anh chị. Đây, dừng video. Đấy, các anh chị muốn xem lại ảnh, xem lại video thì mình sẽ vào phần ứng dụng ở đây. Các anh chị vào ứng dụng, sau đó chọn dòng chữ photo ở dưới này. Đây, chị theo. Đấy, ấn photo thì ảnh này, video đây anh chị theo. Video đây, ảnh đây, nó sẽ lưu và chứa hết ở đây cho các chị này. Anh chị theo. Đây, ảnh video đây các chị nhá. Đấy, đầy đủ hết ở đây. Khi anh chị xem thì có thể nó phóng to, thu nhỏ để các anh chị xem cho nó rõ nét các anh chị nhá. Và khi các anh chị quay phim chụp ảnh thì nó sẽ lưu cái thời gian ở đây các chị này. Đây là cái thời gian nó sẽ lưu vào đây cho các anh chị nhá. Đấy, anh chị nào muốn quay làm bằng chứng chứng cứ thì có cả ảnh, có cả video. Đấy, thì có cả thời gian nữa thì đối tượng kia không thể nào chối cãi được, đúng không? Đấy, và tiếp theo này em sẽ hướng dẫn cho các anh chị cái cách thức để mình cài đặt xem trực tiếp trên điện thoại từ xa. Thì các anh chị sẽ vào phần mềm ứng dụng ở đây này, chọn xem cái biểu tượng bánh răng ở đây nhá. Đấy, vào đây chị sẽ thấy ở đây có các cái dòng chữ như thế này, thì mình sẽ chọn xem cái dòng thứ ba từ dưới lên, device setting này. Muốn cài đặt kết nối xem trực tiếp trên điện thoại từ xa thì ấn vào cái biểu tượng cột sóng wifi ở đây, wifi setting. Đấy, vào đây thì các chị thấy này, đấy, có tất cả các tên mạng wifi ở đây. Lúc này anh chị chỉ cần chọn tên mạng wifi nhà mình, điền mật khẩu vào, đấy, sau đó thoát ra màn hình, đợi khoảng 2 đến 3 phút sau các chị vào lại, đấy, là ngay lập tức có thể kết nối xem được trực tiếp trên điện thoại từ xa. Đấy, và các cái chức năng khác ở đây anh chị thấy này, cài đặt thẻ nhớ đây các chị nhá. Đấy, cài đặt chức năng tức là thay đổi mật khẩu camera. Đấy, và ở đây là chức năng cảnh báo chuyển động các chị nhá. Đấy, camera mini siêu nhỏ như thế này nhưng mà nó rất là thông minh các chị ạ. Đấy, nó sử dụng công nghệ AI cho nên là có thể là phân biệt cũng như nhận dạng người cũng như chuyển động. Chỉ cần có người đấy đứng trước camera này thì nó sẽ gửi tin nhắn vào trong điện thoại cho các chị, báo cho các chị biết rằng đấy có người đứng trước camera để các chị có thể là vào theo dõi giám sát các anh chị nhá. Đấy, là em đã hướng dẫn cho các chị xong các chức năng công dụng của cái sản phẩm này. Đấy, thì những bác nào mà đang theo dõi video đấy thì xin các anh chị hãy cho em xin một nút like, một nút chia sẻ cũng như là các anh chị hãy đăng ký kênh bên em để là người đấy nhận sớm nhất các video hàng ngày bên em nên giới thiệu chia sẻ cho các anh chị nhá. Thì đến đây em xin dừng video, hẹn gặp lại các anh chị và các bạn vào video tiếp theo.